Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Giờ Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích vàng Forex và chứng khoán Mỹ theo Fraction. Chúng ta đã có một tuần cuối năm 2020 cực kỳ thuận lợi với rất là nhiều cái giao dịch đang có lợi nhuận ha, đang có lợi nhuận trong tuần vừa rồi. Và các kèo giao dịch trong tuần tới, chúng ta sẽ vào lệnh như thế nào? Mời anh chị cùng xem cái video phân tích vàng Forex chứng khoán Mỹ tuần đầu tiên của năm 2021. Và trong tuần này chúng ta có khả năng là sẽ chứng kiến một cái đà tăng giá, một con sóng tăng giá đầu năm của vàng. Mời chị đi vào video. Do you want to have access to the latest technology that lets you be one step or even a few steps ahead? Do you want to be like me? You can when you trade with DexTV. Ok, nếu anh chị mà muốn xem xong một cái video của Trader Việt và muốn xem thêm nhiều video hay hơn nữa thì có thể kéo xuống như thế này ha. Trong cái giao diện mới xem xong cái video mới, chúng ta kéo xuống, chúng ta bấm vào cái nút From Trader Việt này. Đó là những cái video mà mới lên gần đây hoặc là những video hay nhất của Trader Việt sẽ được sổ ra đây. Đấy, thì anh chị bấm vào anh chị xem tiếp nha. Rồi bây giờ anh chị mời anh chị xem video. Ok, anh chị trước khi xem video này để lại một comment bất kỳ một cái thị trường, một cái mã chứng khoán hay là một cái cặp tiền, bất kỳ cái phòng thị trường nào, để lại comment bên dưới để Hoài sẽ phân tích và trả lời comment của anh chị. Và anh chị có đang vào kèo buy và sell cái thị trường nào thì anh chị cũng để lại comment bên dưới ha, chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Bây giờ chúng ta cùng vào video. Rồi, với đầu tiên là biểu đồ vàng, Hai xin nhắc lại một cái quy tắc ha, một quy tắc mà Hai sẽ áp dụng trong kể từ cái video phân tích vàng Forex từ bây giờ trở về sau luôn. Đó là cái thanh nến mà được Hai sử dụng để mà đặt lệnh ha, được Hai sử dụng để đặt lệnh là sẽ đánh một cái mũi tên như thế này. Đấy, tức là Hai đã vào lệnh và lệnh đã khớp ngay tại cái mũi tên, cái thanh nến mũi tên này. Và cái nguyên tắc đặt lệnh đó là đặt buy stop hoặc là sell stop phía trên đỉnh thanh nến, buy stop phía trên đỉnh dừng lỗ dưới đáy, hoặc là sell stop dưới đáy dừng lỗ phía trên đỉnh. Với mũi tên tăng thì là lệnh mua ha, với tên là lệnh mua. Thì với trong cái blue vàng này trong tuần vừa rồi là Hoài đã vào một cái lệnh, đó là buy stop phía trên đỉnh của thanh nến ngay mũi tên này. Đấy, buy stop phía trên đỉnh và dừng lỗ chúng ta đặt dưới đáy, và hiện tại đang có khoảng 1 R lợi nhuận, tức là chúng ta đang thu về khoảng 2% ha, 2% trên vốn trên cái kèo này. Đấy, tương tự với cái kèo bán thì chúng ta đặt, Hoài sẽ đặt cái mũi tên là giảm ha, đặt cái mũi tên giảm, và Hoài sẽ không thay đổi cái mũi tên này để cho anh chị có thể theo dõi được là cái kèo của chúng ta đang có lợi nhuận hay đang âm ha, hay đang thua lỗ. Đấy, là anh chị sẽ biết được cái giao dịch của chúng ta nó đi tới đâu rồi. Và hiện tại anh chị có thể thấy giao dịch của chúng ta đang có lợi nhuận rất là tốt ha. Tại sao Hoài lại mua vàng ngay tại thanh nến này và trong tuần vừa rồi ha? Tại sao lại như vậy? Tôi sẽ giới thiệu lại cho anh chị. Đó là cái áp dụng cái nguyên tắc vào lệnh chúng ta rất là đơn giản. Chúng ta sẽ sử dụng hai cái công cụ, thứ nhất là đường EMA 21 chu kỳ. Đấy, anh chị xem mật độ EMA trên trung thời gian ngày mở chu kỳ 21 lên. Đây, Hoài sẽ làm một cái video hướng dẫn anh chị riêng ha, chuyên sâu về cái đường EMA 21 này, tại sao lại sử dụng đường này và không phải đường khác, và sử dụng nó trong giao dịch như thế nào. Và bây giờ chúng ta sử dụng công cụ thứ hai, đó là một cái đường xu hướng. Đây, cái đường xu hướng màu xanh nè. Trong cái xu hướng tăng như thế này, thì chúng ta sử dụng một đường xu hướng kéo, đường xu hướng giảm nối những cái đỉnh của con sóng điều chỉnh lại. Ha, nối những cái đỉnh con sóng điều chỉnh lại. Con sóng điều chỉnh nó điều chỉnh ngược về đường EMA 21, chúng ta nối cái đỉnh lại thì chúng ta sẽ thấy được hai công cụ này nó gần như là nó đang hội tụ vào nhau, và những thanh nến nó đang bị nén bên trong hai cái công cụ này. Bất kỳ khi nào tới một thời điểm nào đó mà anh chị thấy một thanh nến nó lấp đầy khoảng trống cuối cùng giữa hai cái công cụ này, giữa cái đường xu hướng bên trên và cái đường EMA 21 bên dưới, thì trong trường hợp này chính là cái thanh nến ngay tại mũi tên này nó đã lấp đầy khoảng trống cuối cùng. Và tức là khi mà nó đã đi tới cái điểm cuối cùng rồi là giá không còn lựa chọn nào khác, là buộc nó phải thoát lên trên hoặc là nó phải thoát xuống dưới. Nhưng cái khả năng thoát lên trên nó sẽ cao hơn đó, bởi vì chúng ta đang có xu hướng tăng, cho nên chúng ta sẽ vào lệnh ngay lập tức. Ngay lập tức nha, thanh nến này đóng cửa, chúng ta vào lệnh buy stop phía trên đỉnh dừng lỗ dưới đáy. Đó, đó là phương pháp gọi là rất đơn giản, và áp dụng ngược lại tương tự với xu hướng giảm mà thôi.
trong tuần vừa rồi họ giải thích cách tại sao chúng ta vào lệnh như thế này và hiện tại đang có lợi nhuận rất tốt ha, đang có lợi nhuận rất tốt. Vàng có khả năng sẽ tiếp tục tăng giá trong tuần tới đấy, chúng ta sẽ có thể sẽ chứng kiến một đà tăng của vàng. Và cái mục tiêu mà nó nhắm đến trong cái ngắn hạn và trung hạn đó là 2.100 USD trên một ounce ha. Với tại sao rồi chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm cái trang web là stockyard.com ha, stockyard.com để chúng ta xem cái biểu đồ điểm và hình, và cái biểu đồ nó sẽ tự đưa ra cái mục tiêu cho chúng ta. Rồi vàng anh chị tiếp tục thời gian tới chúng ta tiếp tục giữ lệnh ha, giữ nguyên điểm dừng lỗ luôn đấy, để chúng ta khi mà giảm vàng chạm mức khoảng là 1950 đi thì lúc đó anh chị có thể dời dừng lỗ lên để chúng ta khóa bớt một cái phần lợi nhuận. Tiếp theo là bạc. Bạc vẫn nó bắt đầu thoát lên khỏi cái vùng kháng cự ngang này, anh chị vẽ cho anh chị xem đây, cực cao luôn đi đấy, nó đã thoát ra khỏi cái vùng kháng cự ngang quan trọng 1000 quanh 25.000 25.9 quanh 25.9 đã thoát lên rồi, cho nên thời gian sắp tới bạc cũng sẽ chứng kiến đà tăng giá và chúng ta sẽ canh để vào lệnh mua đối với bạc. Nguyên tắc của lệnh tương tự, chúng ta chờ giá điều chỉnh lại đường EMA1 nối một cái đường xuống giảm và chúng ta canh cái thời điểm vào lệnh. Hiện tại bây giờ chưa chạm cho nên chúng ta tiếp tục chờ đợi. Tiếp theo là dầu. Rồi tuần vừa rồi chúng ta cũng đã vào lệnh ngay tại thanh nến mũi tên xanh này ha. Và hiện tại cái kèo của chúng ta đang hòa vốn. Đấy, đang hòa vốn nha anh chị. Tại sao chúng ta vào lệnh như vậy? Họ đã hướng dẫn rồi ha, vẽ một đường xuống giảm. Đường EMA1 bên dưới cái thanh nến ngay tại mũi tên này nó đã phá vỡ lên trên đường xuống giảm và nó lấp đầy khoảng trống cuối cùng giữa hai cái đường này, cho nên chúng ta vào lệnh buy stop ngay lập tức phía trên đỉnh. Và hiện tại thì bây giờ chúng ta thấy một cái cụm đây là một cái cụm inside bar ha, inside bar nhiều nến, ba thanh nến đằng sau chính là inside bar và cái nến đầu tiên này chính là cái nến mẹ. Và cái anh chị xem lại cái video clip về inside bar sẽ để trong cái link chữ y ha, trong cái nút chữ y này anh chị bấm xem lại. Cái IC3 này cho thấy khả năng là dầu có khả năng sẽ tiếp tục tăng ha, tiếp tục phá vỡ lên trên và tăng tiếp tục trong cái tuần thời gian tuần tới. Cho nên anh chị nào mà muốn chấp nhận nhiều rủi ro hơn, chúng ta đặt buy stop ngay tại cái đỉnh của cái cụm IC3 49.05 lỗ dưới đáy này 47.28 ha. Tiếp theo là UG. Đây lại thêm một kèo đang có lợi nhuận nữa, rất tuyệt vời. Tuần vừa rồi chúng ta rất là tuyệt vời ha, gần như là rất là nhiều kèo chúng ta vào đều đang có dương trạng thái hết, đang có lợi nhuận mở hết. Tuần vừa rồi chúng ta đã vào lệnh sell theo hai cái thanh nến tín hiệu đấy, đó là một thanh nến là nến pin 3 này và nến thứ hai là cái nến mà cuối cùng này, nến thứ hai là cái nến mà thầy không có hướng dẫn trong cái video, nhưng mà nếu anh chị có theo dõi thị trường thì anh chị sẽ phát hiện ra được, không có khó. Tại sao lại sell theo nến pin 3? Làm pin 3 nó chạm lại cái đuôi ha, cái đuôi nó chạm lại đường EMA1 và nó cũng đã lấp đầy cái khoảng trống ha, lấp đầy khoảng trống giữa cái đường EMA và đường xu hướng bên dưới. Và thật ra nó cũng không có đúng lắm, bởi vì sau cái thanh pin 3 này chúng ta còn xuất hiện thêm nhiều thanh nến nữa, cái khoảng trống cuối cùng nó mới được lấp đầy ha. Nhưng mà với cái đuôi của pin 3 như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể gọi là sell. Và nếu anh chị sell được theo cái khung này, theo cái ô này, tức là một thanh nến inside bar, một cái cụm nến inside bar tại đây thì chúng ta đang có lợi nhuận rất tốt. Đấy. Anh chị đã sell theo cái vị trí nào ạ? Có thể là 133, 103.45. Dùng lợi chúng ta đặt phía trên đỉnh cao nhất này, 109.9, 103.9. Và hiện tại tiếp tục ha, chúng ta giữ lệnh. Có khả năng là sẽ có một cái đợt chạm lại. Có khả năng có một cái đợt tăng lên lại của UG trong tuần tới, bởi vì cái thanh nến hiện tại có thể coi đây là một pin 3 tăng giá, cho nên nó sẽ tạo động lực tăng ngắn hạn cho UG, cho nên chúng ta tiếp tục giữ nguyên lệnh ha, đừng có về dừng lỗ về hòa vốn quá sớm. Tiếp theo là EU. Tuần vừa rồi chúng ta cũng đã vào lệnh mua theo EU ha, lệnh mua EU ngay tại cái thanh nến mũi tên xanh này, bởi vì đó là một cái thanh pin 3 rất đẹp, đua nó gần như chạm lại đường EMA1. Và trong cái trường hợp này thì gió cái thanh pin 3 này nó vẫn chưa lấp đầy cái khoảng trống cuối cùng, bởi vì khi mà thanh nến pin 3 này xuất hiện thì cái đường xu hướng và cái đường EMA bên dưới nó vẫn còn khá nhiều khoảng trống. Nhưng cái khoảng dừng lỗ của cái thanh pin 3 này Hoàng nghĩ là đủ có khả năng đủ để chịu đựng được cái biến động khi mà giá còn di chuyển bên trong.
cho nên chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được việc là chúng ta vào lệnh sớm ha, vào lệnh sớm ngay tại phiên dịch ba này. Nếu đúng ra mà đúng theo nguyên tắc vào lệnh thì chị sẽ vào lệnh ngay tại cái thanh lên cuối cùng này nè. Đấy, bởi vì cái thanh cuối cùng này nó đã xuyên thủng lên trên đường xu hướng và nó đã lấp đầy khoảng trống gần như là cuối cùng của đường EMA rồi. Đấy. Với ở hiện tại chúng ta có một cái nến nhấn kìm giảm bearish engulfing, bấm lại nút chữ Y để xem lại cái video clip về bearish engulfing nha anh chị. Nến nhấn kìm giảm có khả năng là EU sẽ có một đợt điều chỉnh giảm trong thời gian tới, điều chỉnh giảm chạm lại đường 21 và lúc đó chúng ta sẽ tiến hành tìm cơ hội vào lệnh mua tiếp theo. Còn cái cơ hội vào lệnh trước đó thì chúng ta tiếp tục giữ lệnh ha, tiếp tục giữ lệnh. GU. Rồi, với GU nó đã phá vỡ lên khỏi một cái vùng kháng cự ngang này. Đấy, vùng kháng cự quan trọng bằng một cái thanh nến tăng rất mạnh ha, thanh nến tăng rất mạnh. Và anh chị nếu anh chị để ý ha thì cái thanh nến tăng này nó cũng đã lấp đầy cái khoảng trống cuối cùng giữa đường kháng cự ngang và đường 21. Đấy, anh chị thấy không ạ? Đường 21 bên dưới là cái ngưỡng bên trên và nó là cái khúc chính giữa, đó là cái thanh nến chính giữa, nó đã lấp đầy khoảng trống rồi và hiện tại có thể coi cái thanh nến này là thanh nến vào lệnh. Chúng ta đặt buy limit nha anh chị, buy limit quanh 1.362, lỗ dưới đáy thanh nến tăng 1.349 là ok ha. Tiếp theo là U, lại thêm một kèo rút đáy nữa anh chị. Ngay tại thanh nến, ngay tại mũi tên này chúng ta đã vào lệnh mua ha. Ngay tại đỉnh thanh nến và dừng lỗ dưới đáy đang có lợi nhuận rất tốt, bây giờ có thể khoảng coi là gần 2R rồi. Đấy, gần được 4% lợi nhuận rồi. Tiếp tục giữ lệnh nha anh chị ha, khoan dừng lỗ, khoan giờ dừng lỗ và hào vốn, tiếp tục giữ lệnh để chúng ta có thể ăn được cái con sóng tăng nữa. Mình kỳ vọng tiếp tục là AU sẽ có một cái đợt tăng nữa trong cái thời gian tới, cho nên anh chị giữ lệnh. Và nếu anh chị nào mà chưa mua theo AU thì chúng ta chờ đợi cho giá chạm lại đường EMA1 di chuyển xuống ha, điều chỉnh xuống dưới chạm đường EMA1, áp dụng nguyên tắc vẽ đường xu hướng giảm và kết hợp với đường EMA1 bên dưới để chúng ta vào lệnh. Tiếp theo là NU. Cái kèo AU chúng ta đang có lợi nhuận thì kèo NU cũng đang có lợi nhuận luôn, bởi vì hai cái cặp tiền này là chúng ta vào lệnh cùng một lúc ha, và vào lệnh cùng thời điểm. Tại chúng ta đã vào lệnh theo cái thanh nến này đang có lợi nhuận rất ok, đang có lợi nhuận rất ok. Nhưng với thằng NU này chúng ta thấy có một thanh pin 3 giảm giá ở thời điểm hiện tại. Thanh pin 3 này có khả năng là sẽ kích hoạt một đợt giảm giá nữa ha, kích hoạt một đợt điều chỉnh nữa cho NU trong thời gian tới. Cho nên nếu anh chị nào mà muốn thoát lệnh thì chúng ta có thể thoát 1/2 vị thế được rồi. Thoát 1/2 và 1/2 còn lại chúng ta giữ lệnh để chúng ta ăn cái con sóng tăng tiếp theo. Thoát 1/2 ha. Tiếp theo là US30, chỉ số chứng khoán Mỹ, lại thêm một kèo mua trúng đáy rồi anh chị. Đấy, lợi nhuận mặc dù chưa có nhiều nhưng cái khởi đầu như vậy là quá tốt rồi. Mua ngay tại cái thanh nến này, thanh nến ngay tên mũi tên xanh nè, nó cũng đã lấp đầy khoảng trống cuối cùng giữa đường xu hướng giảm và đường EMA1. Giá nó không còn cách nào khác là nó phải thoát lên trên thôi. Đấy, bắt buộc nó phải thoát lên trên, nó không có thể nào di chuyển được nữa. Để chúng ta thấy, anh chị thấy là cái cách phương pháp này nó phụ thuộc vào cách chúng ta vẽ đường xu hướng là nhiều. Bởi vì đôi khi nếu anh chị vẽ một cái đường xu hướng theo cái kiểu khác thì cách vào lệnh, cái vị trí vào lệnh chúng ta sẽ khác. Nhưng khi mà anh chị giao dịch quen rồi, chúng ta vẽ đường xu hướng nhiều lần rồi thì chúng ta sẽ tự nhiên chúng ta sẽ có được một cảm giác về cái đường xu hướng. Chúng ta sẽ biết được đường xu hướng như thế nào là đúng và như thế nào là sai. Và cái đó tùy thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của anh chị thôi. Không có một nguyên tắc nào mà mang tính cố định áp dụng từ lần này sang lần khác cả. Cho nên ví dụ nếu anh chị thấy một cái đường xu hướng vẽ như thế này là hợp lý thì chúng ta có thể vào lệnh ngay tại cái mũi tên này, thanh nến mũi tên này. Hiện tại chúng ta tiếp tục chờ đợi thôi, không có gì đặc biệt để phân tích trong video S30 cả. Tiếp tục chờ đợi giá tăng và kiếm thêm nhiều lợi nhuận. Tiếp theo là Netflix, lại thêm một kèo mua trúng đáy rồi. Để chúng ta thử tổng kết trong tuần vừa rồi chúng ta mua muốn mấy kèo đúng đấy nè. Đầu tiên là kèo vàng nè, thứ hai là kèo dầu này coi như là chưa có lợi nhuận đi, thứ hai là kèo Uzi nè, kèo EU nè, không tính kèo EU bởi vì EU chúng ta đang gần như là hòa vốn, ngủ không có. AU nè, thứ ba là kèo AU, thứ tư là kèo NZD, thứ năm là kèo US30 và thứ sáu là kèo Netflix. Trong một tuần chúng ta ăn được 6 kèo anh chị ha, ăn được 6 kèo mặc dù chưa chốt lời.
anh chị giữ nguyên vị thế nha, mặc dù chưa chốt lời, nhưng 6 kèo đang dương vị thế là một trong những cái kết quả rất tuyệt vời, rất tuyệt vời để mà kết thúc cái năm 2020. Và anh chị tiếp tục giữ vị thế ha, để chúng ta có thể kiếm được cái số lợi nhuận cao hơn. Đấy, chúc mừng anh chị đã theo kèo của Hài trong tuần vừa rồi. Rồi Netflix đã bay được theo cái thanh nến này rồi là rất là tuyệt vời rồi, rất là ấm rồi ha. Tiếp tục chờ đợi giá tăng trưởng và đem lại lợi nhuận cho chúng ta thôi. Đấy, chúng ta đang mua tại đầu con sóng tăng của Netflix, anh chị hãy để ý nha. Lần trước là nó vẫn còn đang tích lũy và hiện tại bây giờ nó chỉ mới thoát lên khỏi đường EMA mốt một thời gian ngắn thôi, cho nên khả năng là nó sẽ còn tăng trưởng rất mạnh nữa. Anh chị giữ cái kèo này lâu lâu giúp Hoàng ha, giữ kèo Netflix này lâu lâu có thể đem lại được khoảng 7 đến 10 rồi lợi nhuận là không chừng đấy. Cuối cùng là kèo Apple vẫn, nó đã phá vỡ cái đỉnh cao nhất mọi thời đại rồi và bây giờ nó đang ở đỉnh cao nhất mọi thời đại mới. Chúng ta tiếp tục chờ đợi cho giá điều chỉnh xuống, là hồi đó có thể vẽ được một đường xu hướng rồi nè. Đấy, vẽ được một đường xu hướng nối ba cái đỉnh của hai nến giảm này rồi, của ba nến giảm này rồi, chờ đợi cho giá chạm lại được 21. Và khi nào mà khoảng trống giữa cái hai cái đường này, đường xanh và đường trắng bên dưới bị lấp đầy bởi một thanh nến, chúng ta tiến hành vào lệnh mua. Trên đây là cái video phân tích vàng Forex và chứng khoán Mỹ theo Production. Anh chị thắc mắc về bất kỳ cái thị trường, cặp tiền hay là hàng hóa chứng khoán Mỹ nào, để lại comment bên dưới, hoặc sẽ ta lại comment cho anh chị ha. Để lại một comment anh chị vào lệnh mua hay bán cái cặp tiền nào thì anh chị để lại comment chia sẻ với mọi người ha. Anh chị nghĩ như thế nào về thị trường vàng trong thời gian tới? Và nếu thấy video này hay thì bấm chia sẻ lên Facebook với Hoàng để cho đội công khai, chia sẻ vào những đội nhóm trading, Zalo, Telegram chẳng hạn, để cho nó được tiếp cận với nhiều người hơn. Và rất là vui ha, và rất là vui nếu mà anh chị làm được cái gì việc đó với Hoàng. Xin chào anh chị, chúc một năm mới ha thật tràn đầy niềm vui và quan trọng là kiếm được nhiều lợi nhuận.